Nay mình sẽ làm video thử con IC này mình giao cho khách nha. Có một bạn ở bên vừa đã đặt mình nha. Giá cả thì các bạn nào muốn hiểu rõ hơn qua Facebook mình hỏi nha. Bây giờ mình thử cho bạn nè, và sẵn cách chỉ cách cao bạn luôn. Đây là nguồn nguồn như cũ luôn, mình dùng nguồn sạc. Thấy không ạ? Đây ba dây bự, ba dây mà có dây mà có ba dây ra. Dây dây bánh nha, dây có ba dây ra dây bánh. Dây bạn về các bạn thấy dây nào mình rút á, có dây rút á, là mình cho các bạn phân biệt dây bánh ra dây bánh, rồi dây bánh. Còn này dây nguồn này đổi trợ cộng trừ các bạn biết rồi. Còn này dây ổ khóa nha, dây này sau chìa khóa nha. Mà mình thử mình nghe vô thẳng nguồn nha. Đây. Còn này dây đảo chiều các bạn. Còn dây này dây tay ga có dắt sẵn nha. Cái này mình sử dụng con biến trở mình thử lỗi cho các bạn xem ha. Nha, cái bo coi gì có đơn giản như đó không ạ. Còn lỗi thì lỗi như cũ, lỗi zin. Đây. Rồi mình dặn nè. Mình dặn cho các bạn xem ha. Dặn nè. Đó, rất chậm nha. Mình chỉnh chế độ ấy luôn các bạn. Thử cho các bạn theo này mình để ga chậm nha, nó ngắt nha, nó nhanh. Ví dụ nó quá tải thì cái này mình dùng nguồn sạc nên nó yếu, nó có bo nó nhận nó hiểu rồi, nó quá tải nó tự ngắt cái bánh rồi nó mới mới nó các bạn hết tải rồi nó mới quay nha. Rồi thử này nữa nè, thấy không, nó ngắt là nó quay nha các bạn, có vụ là quá tải nha. Và nhanh nè, đổi zin nha, rồi nó ngắt rồi nó quay nữa các bạn, không sợ hơn nha. Rồi cảm ơn bạn đã đặt hàng mình nha.